Vâng, xin chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cương. Mình là Cương Gỗ Hà Lam. Hôm nay Cương muốn chia sẻ anh em một cái câu hỏi mà anh em hỏi Cương là gỗ có đỏ có bị là co rút lại không, hoặc là co rúm đấy. Đó là những cái câu hỏi của anh em hỏi Cương, anh em thắc mắc. Thì Cương khẳng định luôn là anh em chắc chắn là anh em đã mua nhầm gỗ có đỏ rồi, nên là về nhà dùng một thời gian nó bị co rút, nên anh em hỏi Cương như vậy là Cương rất là cảm ơn. Để Cương chia sẻ luôn anh em ngay sau đây. Thì cái gỗ có đỏ là không bị co rút anh em nhá. Đó, co rút hay là co rúm, cái hiện tượng co rúm đấy nó là như thế nào thì Cương sẽ chia sẻ anh em ngay sau đây, là cái hiện tượng co rúm nó vào như thế là do là cái ở trong gỗ là nó khô đi, nó mất nước. Đó, xẻ ra một thời gian là nó sẽ có hiện tượng nó khô đi anh em nhá. Kể cả anh em phun lót BU lên như này rồi là nó không thoát được cái nước ra ở trong gỗ ấy, nó không thoát được nước ra nên là nó có hiện tượng là rúm lại. Đấy, nó nóng lên mà, nó nóng lên nó rúm lại, nó thoát hơi ra nó rúm lại. Còn những cái loại gỗ tốt như là gỗ có đỏ Bachi, Lize, Gala thì là nó không có cái hiện tượng ấy đâu anh em nhá. Nó khi mà mình phun lót BU lên mà nó không đẩy ra được thì bắt đầu nó lại có cái hiện tượng dầu loang ra, loang lổ ra. Đấy, nó loang lên mà nó tiếp xúc với ánh nắng là nó có hiện tượng là nó đỏ lên anh em nhá. Gỗ nó đỏ lên. Chính vì vậy là mới gọi là gỗ đỏ. Nên là gỗ đỏ xịn như là Bachi, Lize và Gala là nó không có hiện tượng là co rúm đấy, hay là co rúm đấy. Còn những cái loại gỗ mà co rúm thì ngay sau đây Cương sẽ chia sẻ luôn anh em là cái co rúm là gồm những cái loại gỗ như thế này này. Là cái cây to mà nó thuộc dòng gỗ nó thấp cấp như là hàng Ecop. Ecop thì có là Ecop Zinc, Ecop Meyer và Ecop Laga, hay anh em còn gọi là gỗ gõ đỏ đấy, để anh em dễ bán hàng. Đó là cái việc của anh em thôi. Còn Cương chia sẻ là Cương cứ chia sẻ anh em để anh em rõ ràng, anh em biết là vì sao nó co rúm. Là thứ nhất là cái cây nó to mà chất gỗ nó không tốt, nó mềm anh em nhá. Nó mềm khi mà dùng một thời gian là nó bắt đầu mất nước đi, mình phun lót BU lên là nó tức mặt nó lại co lại anh em ạ. Co lại là hiện tượng mất nước đấy, là nó co rúm lại cái mặt đấy. Nếu mà anh em lúc đó thì anh em lại phải gọi thợ đến bào hết cái mặt đấy đi, hoặc là đánh cho nó nhẵn đi. Thì anh em chỉ phun lót nhẹ lên thôi nhá. Một thời gian sau nó lại rúm lại, tiếp tục làm lại. Nên là mình cứ làm đi làm lại suốt ngày, làm đi làm lại thế thì nó rất là vất vả cho anh em, Cương phải nói thật. Còn những cái loại gỗ như thế, Ecop Zinc, Ecop Meyer và Ecop Laga đấy, anh em mà làm đồ thì là dính trưởng luôn, Cương nói luôn là dính trưởng. Tại vì sao? Anh em làm những cái đồ ví dụ như ban thờ hay là giường tủ các thứ mà không sấy cẩn thận lên thì một thời gian sau là nó ngót cho bằng hết, nó hở toang hết cả ra luôn. Chính vì vậy anh em làm đồ anh em hết sức cẩn thận, còn làm những cái đồ nguyên khối này thì nó sẽ dính những cái hiện tượng là co rúm mặt. Còn nên là cái gỗ gõ đỏ là nó không có hiện tượng là co rúm anh em nhé. Cương phải khẳng định luôn là không có co rúm, nó chỉ có hiện tượng là đẩy dầu nó loang lên thôi. Đấy, anh em mà muốn hết cái hiện tượng đẩy dầu đấy thì Cương là cũng đã chia sẻ rồi, anh em nhận đúng gỗ, đúng bề mặt gỗ là gõ đỏ đấy đó, thì anh em yêu cầu bên đơn vị sản xuất ấy, họ tẩy vân đi, tẩy bớt, dùng cái loại hút mủ ấy để người ta hút hết cái nhựa đấy ra, xong rồi họ tẩy vân một chút đi thì nó sẽ sáng cái vân ra đó. Còn như Cương thì Cương có sao Cương làm vậy, tại vì Cương không ưu tiên về vấn đề là tẩy vân nhiều, tại vì tẩy vân nhiều quá thì nó sẽ bị ngấm sâu xuống ghim gỗ mình phun lót vào một thời gian ấy, là muối là nếu mà mình rửa không sạch là nó đẩy lên nó lại hỏng BU lên anh em nhé. Còn nếu mà anh em mà để mà đồ gỗ mà chơi mà bóng bền đẹp thì Cương muốn chia sẻ anh em là anh em mua, nhưng anh em yêu cầu bên đơn vị sản xuất ấy họ lót vào đấy để một thời gian sau xong bắt đầu anh em làm lại. Đấy, nếu mà có thời gian làm lại thì nó đẹp hơn, bóng hơn và đều hơn, nó không có hiện tượng là lổ sơn hay như nào nữa. Chính vì vậy thì Cương là chia sẻ là sở nên Cương có những cái gỗ mà Cương nó phơi như thế, như cái đống gỗ lim hay là đống gỗ hương Ecopelli ấy, mà Cương xẻ thành phách để như thế rất là lâu rồi, bây giờ nó khô lắm rồi, làm lên nó bóng mịn. Và những cái bộ gỗ gụ mà Cương để bao nhiêu ngày tháng, hàng hơn chục năm rồi, bây giờ làm lên nó rất là đẹp, bóng mịn, mà phun BU vào mà khi cái gỗ khô ấy nó mịn lắm, nó đẹp. Chính vì vậy là anh em là hết sức là lưu ý những cái chia sẻ của Cương ở đây, nó là thực tế, nó là trải nghiệm của Cương. Chính vì vậy là Cương muốn chia sẻ anh em cái ngày hôm nay trong cái video này, là rất cảm ơn
một bạn nào đó đã hỏi trên kênh của Cương là có co rúm hay không, thì Cương nhận định luôn là bạn này là cũng đã dùng cái gỗ đấy rồi, cũng đã mua bị nhầm rồi. Nhầm là nhầm bởi là cái tên, chứ các bạn bạn không biết về cái chất lượng nên là bạn hỏi như vậy. Tại vì bản chất của mọi người ở trong đầu, mọi người nghĩ là gỗ có đỏ là rất là tốt rồi nhá anh em nhá. Nó là tốt. Chính vì thế nên là khi mà cái đồ làm ra bằng gỗ có đỏ là mọi người nghĩ là tốt, nhưng mà thực sự là những người bán người ta đã nắm bắt được cái tâm lý như vậy. Nắm bắt được tâm lý người mua là chỉ biết cái tên nó là tốt thôi, nên là họ đẩy cái gỗ nó kém chất lượng vào, họ nói là gỗ đỏ, nhưng thực sự là nó không phải là gỗ đỏ anh em nhá. Nó là cái dòng gỗ hương eco của là Nam Phi, như Cương gọi một cái từ nó chung nhất nó là của Châu Phi. Đấy, nên anh em hết sức là lưu ý về cái tính chất của gỗ. Cương chia sẻ rất là kỹ về với anh em về những cái bề mặt vân gỗ của gỗ. Chính vì vậy là anh em nhìn thật kỹ cái vân gỗ, anh em sẽ nhận biết là một cách là rõ ràng nhất và chi tiết nhất. Đó là chia sẻ của Cương. Còn ngay sau đây Cương sẽ quay chia sẻ anh em lại một lần nữa về cái vân gỗ gõ để anh em nhìn cho nó kỹ càng như thế nào cho nó rõ ràng anh em nhé. Đây thì Cương sẽ quay luôn. Còn đây trước mặt anh em đây là một tấm gõ ba chi đây anh em nhé. Thì tấm này thì anh em nhìn đây, thì Cương quay này một là một bộ K3, thì tấm ở trên là tấm mặt bàn đây, còn tấm ở dưới là tấm băng đây anh em nhìn này. Tấm này thì Cương để cũng khá lâu rồi, nó cũng đã lên màu rất là đẹp anh em nhìn nhá, cũng không có hiện tượng là co rúm hay là co rút gì đâu. Những cái gỗ co rúm co rút đấy thì ở xưởng Cương thì hầu như không có, Cương chỉ biết để Cương chia sẻ anh em cho anh em rõ ràng về mọi thứ anh em mua, để anh em nào mà đã có trải nghiệm rồi thì anh em hãy chia sẻ giúp Cương lên kênh để anh em biết một cách là chi tiết nhất và rõ ràng nhất. Đó là chia sẻ của Cương. Còn đây anh em nhìn nhá, đây là vân gỗ đỏ ba chi. Như tấm này cũng rất là đẹp này anh em nhỉ. Nhìn cái vân của nó mới xẻ ra. Đấy, anh em nhìn cái kim gỗ nhá. Đây là không có hiện tượng là co rút hay là co rúm đâu. Nó phẳng lừ luôn. Nó chỉ có là lên dầu xong bắt đầu nó chuyển sang màu là cánh gián. Anh em nhá. Đó. Đây là tấm cái thứ hai anh em nhìn này. Tấm này thì vân nó cũng bình thường thôi, như Cương gọi là vân thường. Tấm này nó đã lên dầu, nó đẩy lên cũng khá này. Đấy, nếu anh em là thích chơi dòng gõ đỏ mà để cạnh tự nhiên như này thì anh em xem nhé. Tấm này nó cũng không có hiện tượng co rúm hay co rút đâu. Đây anh em nhìn này. Đấy, cái kim gỗ nó bóng như này cơ mà. Đấy. Tiếp một tấm nữa là tấm gỗ đỏ đây. Ở cửa hàng nhà Cương đây thì Cương cũng để rất nhiều loại gỗ để anh em đến là xem và tham quan. Nếu anh em là ưng tấm nào thì anh em cứ cho Cương biết thì để Cương chia sẻ anh em kỹ hơn. Còn như trong video đây thì Cương muốn chia sẻ anh em về bề mặt vân gỗ, về tính chất của gỗ, để anh em ở ngoài kia mà có mua hàng hay bất kỳ cái điều gì thì anh em sẽ rõ ràng về tính chất của nó. Đó là mong muốn của Cương anh em nhé. Rất mong anh em hãy ủng hộ vào kênh của Cương, hãy chia sẻ cho Cương những cái điều anh em chưa biết ở đây để Cương lại chia sẻ anh em một cách là rõ ràng nhất và chi tiết nhất. Còn như tấm này là tấm hương đá đây anh em nhé. Đó, tấm hương đá này rất là đẹp này anh em này. Đó. Vâng, đó là những cái chia sẻ của Cương, thì rất mong anh em là hãy xem thật kỹ, nghe thật kỹ những lời Cương chia sẻ để anh em có bất kỳ cái thắc mắc nào ở đây thì để Cương lại chia sẻ anh em một cách là rõ ràng và chi tiết nhất. Đó là mong muốn của Cương, mong muốn chia sẻ anh em những cái điều mà Cương biết về gỗ cũng như là những cái thứ mà anh em hỏi Cương ở đây Cương không biết, Cương sẽ đi nhờ người để chia sẻ lại với anh em để cho anh em rõ ràng và chi tiết mọi thứ để anh em mua được đồ một cách là chuẩn nhất và rõ ràng nhất bất kỳ ở đâu. Anh em không phải sợ hãi bất kỳ điều gì cả. Đó là chia sẻ của Cương. Nếu anh em thấy chia sẻ của Cương mà thấy hay mà có ý nghĩa, giúp ích được anh em điều gì thì anh em hãy đăng ký vào kênh của Cương. Hãy chia sẻ cho Cương những cái điều Cương chia sẻ ở đây để mọi người, đông đảo mọi người biết đến về rõ về tính chất của gỗ cũng như là cái tính năng của nó, để mọi người chia sẻ lại cho nhau biết được rõ ràng về mọi thứ để mọi người mua một cách là chuẩn nhất và rõ nhất.
để anh em được cái sự thoải mái trong lòng. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.